hello mọi người, lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu tiếp tục con game Farmme nha mọi người. Hôm nay hy vọng là sẽ là một ngày may mắn, mình sẽ từ từ. Ok, bây giờ thì mình bắt đầu làm đầu tiên nè. Thank you.
xong mình còn 20 gỗ nữa. Thank you.
quay lại mình thu mua total nhé. Và mới hả?
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
trở lại rồi đây, lại tiếp tục công việc nữa mọi người. Thì mình sẽ qua lấy 15 đá và 10 gỗ nhé. Còn 10 gỗ mình tí nữa mình sẽ quay lại chúng ta rốt xong. Ok, 15 đá 10 gỗ nè. Thank you.
mà cũ là trực tiếp mà, mà cũ là trực tiếp mà chứ khỏe nhưng mà tính. Quốc Khang á. Ok, mình sẽ reset nhiệm vụ nhé. Mình đợi 2 nhiệm vụ tí. Ok, không ra rồi mọi người. Sẽ tới vô lô tô này. Mua 8 cà rốt tới vô lô tô. Vô cà rốt. 8 cà rốt này. Vô lô tô. Vô cà rốt.
tồi, mình phải gieo thêm rồi. Mọi người, mình sẽ lấy đá vào gỗ nhé. Xong rồi này. Thank you.
video của mình đến đây cũng kết thúc. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người.